Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu, tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 21 tháng 12 tháng 11 năm 2022 thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em có rất là nhiều cái dòng hàng lan mới về đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn ạ. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng mình phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có ạ. Trước tiên thì em vẫn muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái lô đai châu rừng Bắc trụ nhé. Lô đai châu rừng Bắc trụ, hàng chi chít là nụ luôn, hàng siêu nụ luôn cô chú anh chị này. Đấy ạ. Mỗi một cây lớn có thể cho từ 3 cho đến vòi 4 vòi hoa. Như cây này em thấy là có đến hẳn cả 4 cần hoa luôn cô chú anh chị ạ. Cái dòng mà hiện tại đang bắt đầu nhú nụ như thế này nên là đảm bảo cô chú anh chị có một mùa hoa Tết đẹp trọn vẹn nhất nhé. Và cũng là tầm ghép đẹp tuyệt vời nhất trong năm đấy ạ. Em bán 1 kg đai châu này với giá chỉ có 260.000 cho 1 kg thôi. Và trước nay thì cô chú anh chị biết rồi ạ, cái giá đai châu là lô trước về thì em vẫn bán với giá là 300.000. Tuy nhiên cái lô này về thì cái hàng nó em mua được rẻ hơn nên là sẽ giao lưu cùng cô chú anh chị với giá rẻ hơn là chỉ có 260.000 cho 1 kg thôi. Và số cây nó sẽ rơi khoảng tầm 2 cho đến 6 cây trên 1 kg nhé. 2 cho đến 6 cây trên 1 kg ạ. Tham bên này đây cũng là dòng đai châu thì em có cái dòng đai châu Thái ạ. Dòng đai châu Thái thì hiện tại tất cả những cái cây đai châu Thái này bây giờ cũng đang bắt đầu là nhú nụ ra cách ngách lá như vậy này cô chú anh chị này. Đấy, nên là cũng sẽ những cái cây sẽ là nở hoa chuẩn Tết nhá. Và một cây đai châu Thái như thế này ạ, rơi vào 4 cặp lá. Và hàng chuẩn mặt bông, dòng châu Thái thì sẽ chuẩn mặt bông ạ. Và em bán đồng giá là 130.000 cho một chậu. Thì ở đây em có các màu sắc mà rất là chơi Tết, cực kỳ là phù hợp luôn. Đó là màu đỏ sắc pháo này, màu đỏ hồng chấm nhé, màu đỏ hồng chấm và màu hồng rất là xinh ở đây ạ. Em xin nhắc lại là tất cả những cây này chuẩn mặt bông cây giống và rơi vào khoảng tầm 3 cho đến 4 cặp lá và tất cả là đều đang nụ với giá là 140.000 cho một cái cây, 130.000 cho một cái cây đai châu Thái như vậy. Và sang bên này đây thì em có hai lô hài dâu xanh ạ. Mỗi một lô hài dâu xanh như vậy là rất là nhiều luôn này. Đấy, em có hai lô, mỗi một lô em bán với giá là 40.000 và bên này thì em có một cái rể hoàng lạp rất là to này. Với giá em bán là rể hoàng lạp này sẽ là 90.000 và một bên này sẽ là một cái lô hoàng lạp này. Phần hoàng lạp này cũng đủ cô chú anh chị làm một cái giỏ bự rất là đẹp luôn, với giá em bán chỉ có 50.000 thôi ạ. Và sang bên này đây thì em có dòng lan hoàng thảo vẩy rồng nhá. Cái dòng hàng mà có sức sống rất là mãnh liệt và với những cái rề xinh xắn như vậy này. Em bán kilo hoàng thảo vẩy rồng này với giá là 100.000 cho 1 kg hoàng thảo vẩy rồng. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu kiều lộc bắc ạ. Những cái chậu kiều lộc bắc thì hàng sẽ nở hoa vào thời điểm Tết hoặc là đầu xuân cô chú anh chị nhá. Và hiện tại thì cây đã bắt đầu là sưng mắt nụ rồi này. Đó, bắt đầu là sưng mắt nụ rồi. Nếu mà đến Tết mà cô chú anh chị có những cái chậu kiều lộc bắc để mà thưởng thức hoa Tết thì em nghĩ rằng là không có cái điều gì tuyệt vời hơn như vậy. Cái dòng kiều lộc bắc này thì trước đây giá nó cực kỳ là đắt đỏ bởi vì nó là dòng hoa nở Tết. Đấy, có thể kích hoa nở đúng vào thời điểm Tết luôn. Hiện tại thì có nhiều cây là đã sưng mắt nụ rồi. Và một cái chậu kiều lộc bắc như thế này rất là đẹp ạ. Với giá cực kỳ là khỏe và đẹp luôn nhé. Em bán với giá chỉ có 170.000 cho một giò thôi. Trước đây thì một cái giò như vậy chắc phải rơi khoảng tầm 300 cho đến 400 không rơi ạ. Và tiếp sang bên này đây sẽ là dòng lan vũ nữ cá mập. Hôm nay em vừa cập bến một cái lô vũ nữ cá mập hay còn gọi là hương tử lan. Và hàng thì đều cây rất là khỏe và đặc biệt là cái hàng hôm nay thì cây đang đảm bảo nụ này cô chú anh chị này. Rất là khỏe và hàng đang đảm bảo nụ, một cái dòng lan mà có hương thơm cực kỳ là thơm của chú anh chị nhé. Với sắc hoa đẹp một cách bí ẩn như thế này. Và một cái chậu vũ nữ cá mập hàng của ngày hôm nay đang nụ rất là đẹp luôn. Với giá em bán xin phép được bán là 150.000 cho một cái chậu vũ nữ cá mập này nhé. Tất cả mỗi một cây này thì đều đảm bảo cho cô chú anh chị là có hai vòi nụ để cô chú anh chị có thể được thưởng thức hoa trong một thời gian cực kỳ là dài. Đặc biệt là cái hương thơm của nó vô cùng là tuyệt vời ạ. Và sang bên này đây thì là em có những cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc này. Hoàng thảo chuỗi ngọc hiện tại là có những cái cây là đã bắt đầu là nhú nụ rồi cô chú anh chị ạ.
Nó nở chồi mắt nụ rồi nhá. Và dòng lan hoàng thảo chuỗi ngọc này. Đây ạ, cô chú anh chị nhìn này. Một cái dòng lan mà với những cái thân lá đẹp, căng mướt cực kỳ là đẹp luôn. Cô chú anh chị nhìn này. Em xin phép được bán với giá là 160.000 cho một giò hoàng thảo chuỗi ngọc này thôi ạ. Tiếp sang bên này đây sẽ là cái dòng phi điệp 5 cánh trắng họng hồng. Một cái dòng lan mà chinh phục bất cứ một ai chơi lan khó tính nào luôn ạ. Và dòng lan này sẽ nở hoa thời điểm Tết. Cô chú anh chị có thể nhìn thấy rất là rõ là có một số thân hiện tại đã nhú nụ như thế này rồi. Đấy, thậm chí là có những cái thân nó nhú nụ còn lớn hơn. Cô chú anh chị này. Đấy, những cái thân mà nhú nụ lớn hơn như vậy thì có thể là sẽ nở hoa sớm hơn trước Tết. Đấy ạ. Bắt đầu là nứt hết những cái mắt nụ như vậy rồi cô chú anh chị nhé. Cái dòng lan mà hoa trắng cánh cong bay và rất là đẹp luôn, với họng hồng rất là tuyệt vời. Cái dòng lan chinh phục bất cứ một ai chơi lan khó tính nhất nào. Và hoa thì không chỉ đẹp về hoa mà hương còn rất là thơm nữa. Một chậu phi điệp 5 cánh trắng như vậy thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 3 cho đến 4 thân cô chú anh chị ạ. 3 cho đến 4 thân. Và một giò như vậy em chỉ bán với giá có 140.000 thôi cô chú anh chị nhé. 140.000 cho một cái chậu lan như vậy thôi. Đấy, sẽ là thưởng thức hoa Tết. Có 140.000 cô chú anh chị có ngay một cái giò lan cây giống đẹp tuyệt vời. Mà lại có một cái giò lan thưởng thức hoa Tết vừa đẹp vừa thơm ngát trong 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 nhà nhé cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây là những cái cây hồ điệp. Những cây hồ điệp cực kỳ là đẹp luôn. Trước tiên là cái dòng cô chú anh chị cùng ngắm cho em. Đây là những cái cây hồ điệp bông tuyết nhá, trắng tuyết ạ. Hồ điệp trắng tuyết hay còn gọi là hồ điệp bông tuyết đấy ạ. Với sắc hoa trắng không tì vết. Và cái họng cái lưỡi đỏ rất là đẹp luôn, cực kỳ là nổi bật ạ. Một cái chậu hồ điệp trắng bông tuyết như vậy này, nó sẽ có hai cần hoa và hiện tại là cây đang bắt đầu là phân nụ này. Độ bền của cái dòng lan này trên 2 tháng và với những cây đang phân nụ như vậy thôi thì cô chú anh chị về có thể được thưởng thức hoa Tết tuyệt vời luôn ạ. Và một cái chậu hồ điệp bông tuyết có hai cần hoa. Cô chú anh chị có thể sở hữu một chậu thôi, trưng trong phòng khách hay bàn làm việc hay là không gian phòng ngủ cũng tạo ra một cái không gian cực kỳ là xinh đẹp rồi. Với một chậu như vậy giá có 60.000 thôi cô chú anh chị nhé. 60.000 thôi cho một chậu. Và sang bên này đây sẽ là dòng hồ điệp lá biên hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài. Cô chú anh chị cùng nhìn cho em những cái nụ của nó này. Rất là khỏe luôn, cây bây giờ cũng đang chuẩn bị là đi vào cái phân nụ này. Và một chậu như vậy cũng sẽ có hai cần hoa khỏe đẹp nhé. Và em bán với giá là 100 à đâu cũng 60.000 cho một chậu như vậy. Sang bên này đây sẽ là những cái cây hồ điệp hoa vàng và dòng này là dòng hoa thơm ạ. Một cái chậu như thế này cũng sẽ có hai cần hoa và em xin phép được bán với giá là cũng 60.000 cho một chậu này nhá, 60.000 cho một chậu ạ. Và bên này sẽ là những cái chậu càng cua này. Cô chú anh chị này, những chậu càng cua rất là khỏe và đẹp luôn. Cái dòng càng cua này có thể là đến Tết sẽ cho một cái lứa nụ hoa mới này. Và một cái chậu càng cua như vậy em xin phép được bán với giá là 60.000 cho một giò. Cái dòng hoa đỏ rực rỡ luôn, cái dòng này hoa đỏ thắm luôn nhé. Sang bên này đây ạ. Sang bên này đây sẽ là những cái cây trầm biên vàng. Một cái mặt bông phải nói là vô cùng là xuất sắc. Có lẽ trong tất cả những cái mặt bông của dòng trầm thì đây là một bông mà khó có cây lan nào cái mặt hoa đẹp hơn cái cây cây trầm biên vàng này. Đấy, chắc chắn là những cái cây trầm biên vàng này khi mà cô chú anh chị sở hữu sẽ mê mẩn với cái hoa, cái sắc hoa tím sáng và cái môi tuyết rất là tuyệt vời của nó. Mà nó rất là sai bông nhé cô chú anh chị nhé, nở sai bông một cách tự nhiên luôn ạ. Và những cái thân này này nó sẽ chỉ một cái thân khoảng tầm 40 cm như vậy, 40-50 cm như vậy thì nó sẽ nở hoa cách gốc khoảng tầm 10 cm trở lên là bắt đầu là nở hoa hết rồi. Và những cái thân, những cái đốt còn lại nó không nở hoa thì nó sẽ cho ki. Nói chung là một dòng lan dễ thuần, dễ chăm hoa thì siêu đẹp mà rất là nở sai hoa luôn ạ. Và một cái chậu trầm biên vàng đẹp như thế này, cô chú anh chị siêu tầm. Giá em bán với giá là 90.000 cho một chậu nhé, cô chú anh chị nhé. 90.000 cho một cái chậu trầm biên vàng này ạ. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái chậu, mỗi một chậu là một thân cô chú anh chị ạ. Và bên này ạ, là em có những cái chậu giả hồng ngọc. Chậu rơi vào 3 thân hoặc là 4 thân. Đấy, 3 thân hoặc 4 thân và em bán với giá là 100 à đâu có 70.000 cho một giò thôi. Sang bên này sẽ đây sẽ là dòng lan kiếm Phan Chí. Dòng lan kiếm Phan Chí hàng gieo hạt của rừng Việt Nam mình, của vườn Việt Nam mình nhá. Và đã có rất là nhiều người khi mà lấy những chậu lan kiếm này về và sổ được những mặt bông mà gọi là khá là chuẩn. Khá là chuẩn mặt bông của cây mẹ và thậm chí có thể đẹp hơn cây mẹ, đặc sắc hơn cả cây mẹ luôn ạ. Một cái chậu như vậy nhá, thì em xin phép được bán với giá có 110.000 thôi. Một cái chậu rất là bự luôn cô chú anh chị này. Và tiếp sang bên này đây ạ,
là cái dòng địa lan ruby đỏ. Cô chú anh chị cùng ngắm cho em cái mặt bông của dòng địa lan ruby đỏ với những cái bông hoa to và sắc hoa đỏ thắm, lưỡi đỏ tươi rất là rực rỡ luôn ạ. Cô chú anh chị cùng ngắm cho em nhé. Cái bông hoa rất là to luôn cô chú anh chị ạ. Mỗi một cần hoa này dài khoảng tầm 80 cho đến 7-80 cm cho đến 1 mét nhé. Và một chậu lan như vậy là sẽ rơi vào khoảng tầm 2 cần hoa cho đến 3 cần hoa. Cô chú anh chị nhìn cả cái lô hàng đấy, với những cái nụ hoa đẹp rất là tuyệt vời luôn, với độ bền của nó sẽ trên 2 tháng, nên là những cái chậu lan này cô chú anh chị lấy về sở hữu chắc chắn là sẽ được thưởng thức từ hoa từ bây giờ cho đến Tết luôn ạ. Những cái chậu lan rất là khỏe luôn. Và ngoài ra thì cô chú anh chị có một cái chậu lan giống với sắc hoa đỏ tuyệt vời như thế này cho những năm sau ạ. Và một cái chậu địa lan ruby đỏ như vậy em xin phép được bán với giá là 270.000 cho một giò cô chú anh chị nhé. 270.000 cho một giò cô chú anh chị cùng ngắm cho em ạ. Đẹp rất là tuyệt vời luôn cô chú anh chị ạ. Với 2 cần hoa này nở thôi cũng đã rất là tuyệt vời rồi. Và cô chú anh chị có thể làm quà tặng hay là quà biếu thì cũng rất là ý nghĩa luôn nhé. Bên này đây sẽ là những cái mặt dendro, những cây dendro mặt hoa rất là tuyệt vời luôn ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Trước tiên là sẽ là mặt dòng dendro hoa trắng này. Cái mặt bông này là cái dòng nhập ở Thái. Những năm trước đây mỗi một thân dendro hoa trắng này phải hơn 100.000 nhé. Dòng dendro hoa trắng ạ. Và một cái chậu như vậy là sẽ có thân đã nở hoa và có thân đang nở hoa hoặc là đang nụ này. Có cả thân đang nụ, đang nở hoa đây. Đấy. Hàng thì bao chuẩn mặt bông cho cô chú anh chị đây ạ. Nụ xanh lên nét đây này cô chú anh chị này. Chậu thì rất là nhiều thân luôn. Nói chung là cô chú anh chị sở hữu một cái cây giống lan tuyệt vời. Và ngoài cái mặt bông trắng thì em còn có mặt bông hoa cánh tím phớt hồng. Đấy, cánh tím phớt hồng ở đây ạ. Và một cái chậu lan như thế này thì em cũng xin phép được bán đồng giá nhé. Hai mặt bông này đều được bán đồng giá là 150.000 trong cái giò lan này. Sang bên này đây sẽ là những cái cây thiên nga. Cái dòng thiên nga cô chú anh chị nào mà đã được từng thưởng thức rồi chắc chắn sẽ mê mẩn với cái vẻ đẹp. Đấy, vẻ đẹp cũng như là cái hương thơm của nó, độ bền khoảng tầm 1 tháng luôn cô chú anh chị ạ, dòng chuẩn thiên nga. Và ở đây thì em có những cái màu sắc đó là đỏ đốm, xanh cốm và đỏ nâu nhé. Đồng giá một củ như vậy. Về cô chú anh chị có thể được thưởng thức hoa ngay và có thể chuẩn bị cây sẽ chuẩn bị lên mầm mới luôn. Giá em bán là 130.000 cho một giò. 130.000 cho một giò cô chú anh chị thấy là thân căng mướt rất là đẹp như thế này. Và bên này thì em còn có những cái giò, những cái cây lan mà cái củ của nó bé hơn một chút nhá. Ạ, bé hơn một chút thôi. Cô chú anh chị về trồng đến sang năm là nó sẽ to bằng cái củ lúc nãy. Thì một cái giò như vậy em cũng bán với giá chỉ có 130.000. À đâu, có 50.000 thôi ạ. 50.000 thôi và em cũng có 3 màu sắc cô chú anh chị lựa chọn, đó là đỏ đốm, đỏ nâu và xanh cốm nhá. Có 50.000. Cái hàng này thì cũng chuẩn màu sắc như hàng bên kia thôi cô chú anh chị ạ, toàn chẳng qua là cây nó nhỏ hơn, là cô chú anh chị có thể không lấy cái cây lớn bên kia thì có thể lấy cây nhỏ này làm giống cũng rất là tuyệt vời ạ. Và tiếp sang bên này đây thì rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi, những cây lan hoa nở xuân nở Tết rất là tuyệt đẹp luôn, với giá cực kỳ là rẻ ưu ái để cô chú anh chị có thể sưu tầm nhá. Xin phép được vào giới thiệu từng hình một. Trước tiên sẽ là những hình đa châu. Thì đai dòng đa châu ấy thì em có bán hàng cân này cô chú anh chị này. Đảm bảo cô chú anh chị có một mùa hoa tuyệt vời nhất với giá chỉ có 260.000. Còn nếu mà cô chú anh chị nào mà muốn chọn hàng kỹ hơn thì chọn hàng theo hình này cho em nhé. Ở đây em xin phép được giới thiệu từng hình một này. Em có hình số 1 là hai cây rất là bự này. Hai cây này bự, mỗi một cây có thể cho tầm khoảng tầm 3 cho đến 4 cần hoa luôn. Rất là to, đẹp. Em bán cái hình này với giá 210.000. 210.000 cho hai cây rất là to này nhá. Hình tiếp theo cũng là hai cây châu siêu VIP này, lá xếp hai bên rất là đẹp luôn. Hai cây châu cũng cực kỳ là to ở đây ạ. Cặp đai châu rất là to và đẹp này em xin phép được bán với giá 240.000 là hình số 2. Hình số 3 190.000 cũng là một cặp đai châu hai cây to này. Tất cả những cây này đều đảm bảo nụ đẹp xuất sắc. Cô chú anh chị thưởng thức hoa Tết luôn đây ạ. Đều đảm bảo nụ khỏe đẹp để cô chú anh chị thưởng thức hoa Tết. Cô chú anh chị mà mua muộn quá thì những cái nụ này nó dài dài ra ạ. Khi mà vận chuyển đóng gói thì nó sẽ bị hỏng nụ nhiều nên là sẽ không đảm bảo hoa đâu cô chú anh chị ạ. Đấy ạ, nụ rất là đẹp luôn này. Đây cũng là một cặp gồm hai cây. Là cái hình số 4 em bán với giá là 210.000. Và sang bên này đây sẽ là hình số 5. Em bán với giá là 230.000 này. Đấy, 230.000 và hình số 6 140.000. Hình số 6 140.000, cái hình này thì có 4 cây luôn cô chú anh chị nhá, 4 cây nhỏ nhưng mà đều có nụ đấy ạ. Em cũng chưa xem hết đâu nhưng mà ở đây thì em thấy là vẫn có cây có nụ. Đấy, có 6 cây mà có 140.000 thôi. Mà sang hình tiếp theo hình số 7. Một cặp cũng là hai cây to rất là bự luôn này.
Đấy. Em bán cặp này với giá là 190.000. Và sang hình tiếp theo là hình số 8. Hình số 8 này là có 3 cây ạ. À 4 cây chứ. Có 4 cây này. Đấy, nụ lên rất là đẹp luôn. Và cái hình này em xin phép được bán với giá là 230.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 9. Hình số 9 này, hai cây châu siêu VIP. Hai cây này cô chú anh chị về trồng ra hai chậu thì đúng như là hoàng hậu luôn. Hai cây này em xin phép được bán với giá 270.000 nhá, cho cặp đai châu rất là đẹp này. Sang hình tiếp theo sẽ là những cây cáo của vùng Cao Bằng đây ạ. Hình số 10, một cặp dáng hương đuôi cáo đẹp. Hàng nguyên bản cô chú anh chị nhá. Là hàng nguyên bản chặt ở rừng về. Có một cây lá tím lịm và cây mẹ con rất là xinh luôn này cô chú anh chị này. Những cây này đảm bảo là có hoa đẹp. Hai cây rất là đẹp luôn. Một cái cặp dáng hương đuôi cáo hai khúc nguyên bản đẹp như vậy. Em bán với giá là 200.000 cho hai khúc nguyên bản này nhá. Tức là mỗi một khúc có 100.000 thôi. Rất là đẹp ạ. Có cây mẹ con cực kỳ là xinh luôn cô chú anh chị này. Sang hình tiếp theo ạ. Là hình số 11. Hình số 11 này thì em cũng có một cái khúc mẹ con này. Cây cáo mẹ con bên này và bên này là hai cái cây này nữa. Thì ở đây cái giá thể nó cũng hơi mục rồi cô chú anh chị nhá. Em bán cái hình này với giá 200.000 cho hình 11 và hình 12. Đây là giò cáo thuần của vườn nhà em đấy ạ. Cái giò này có đến 6 cây nhá. Chung ở vườn nhà em thì cũng không tưới tắm gì nhiều, không phân thuốc nhiều nên là cây nhìn nó vẻ cần cằn cỗi, nhưng mà đảm bảo cô chú anh chị là cây sẽ khỏe. Đấy, về với chỗ cô chú anh chị nó sẽ rất là dễ dàng thích nghi với những cây cáo mà em không chăm sóc kỹ như thế này. Hình số 12 em bán với giá là 230.000 cho cả chậu cáo này. Hình số 13 em bán 200.000 cho chậu này có 2 4 6 cây nhá. 6 cây ạ. Và tiếp theo sẽ là hình số 14. Hình số 14 em bán với giá là 230.000. 2 4 5 cây 230.000. Cây xếp rất là đẹp. Và sang hình tiếp theo là hình 15 ạ. 4 cây với giá em bán 220.000. Và hình số 16 này. Số 16 ở đây em xin phép được bán với giá là 230.000 cho hình 16 nhé. Và sang bên này đây sẽ là giả Hawaii. Hình số 17 là một cái giò giả Hawaii thân, có một thân dài tít tắp luôn. Giò giả Hawaii thì hoa siêu thơm luôn ạ. Và giò giả Hawaii số 17 này em bán với giá là 160.000 nhé. Và sang hình tiếp theo 18 với giá chỉ có 140.000 thôi. Trước đây một thân Hawaii cũng trên 100.000 ạ. Và hình tiếp theo 19 với giá là 150.000 ạ. Và hình số 20, đây là cái giò điệp tím của vùng Cao Bằng cô chú anh chị này. Một cái giò điệp tím của vùng Cao Bằng. Và cô chú anh chị nào chơi lan lâu thì biết rồi, trước đây mặt bông điệp tím của vùng Cao Bằng thì vô cùng được săn đón. Với đặc điểm bởi vì là đẹp từ thân lá đến mặt bông hoa, đặc điểm là lá nhựa dày cộp của vùng núi đá và hoa cánh sáp bóng môi tuyết rất là đẹp. Cô chú anh chị nhìn cho em, cây nào cây đấy bản lá rất là dày luôn, của đặc trưng của vùng núi đá. Và ở đây thì em có chậu này ạ. Chậu này là em gọi là hình 20 này. 3-4 cây nủ ở bên dưới này này. Nói chung là cái hàng này thì nếu mà chăm sóc kỹ là nó cũng rất là dài rồi. Tuy nhiên thì em không chăm sóc kỹ. Đấy, bỏ đói nó. Như là hàng rừng luôn. Cái giò này tất cả là 2 này, 4 cây bên dưới này. Bên trên này là hai thân mập đẹp như vậy nữa. Cái giò lan này em xin phép được bán với giá là 130.000 nhá. Là cái hình số 20 ạ. Và hình 21 này cô chú anh chị này. 21. Em bán cái giò này với giá là 90.000 thôi. Đó, 90.000. Và hình 22 với giá em bán là 100.000. Và hình 23 này cô chú anh chị này. Cô chú anh chị sẽ có ngay những cái cây hoa đẹp, điệp tím của vùng Cao Bằng. Đẹp để thưởng thức hoa xuân luôn ạ. Cái giò này em xin phép được bán với giá là 100.000 nhá. 100.000 cho giò 23. Tiếp theo 24 sẽ là những cái chậu trầm rồng đỏ. Trầm rồng đỏ là hàng nở chuẩn hoa Tết nhé cô chú anh chị nhé. Chuẩn hoa Tết ạ. Trầm rồng đỏ thì trước đây thì cô chú anh chị nào chơi lan lâu thì biết rồi, một thân trầm rồng đỏ có thể rơi đến 300.000. Hàng hiện tại đã bắt đầu xuống lá hết rồi. Đấy, và thân thì bắt đầu là tách vỏ lụa để chuẩn bị nhú nụ nhé. Đảm bảo cô chú anh chị là có cây lan vừa rẻ vừa đẹp luôn ạ. Cái chậu trầm rồng đỏ 24 này này cô chú anh chị này. 2 4 6 thân cô chú anh chị nhìn những cái thân mà em cầm này, cô chú anh chị biết là nó to mập nù như thế nào rồi đấy ạ. Soi ngón tay cái to như cái ngón tay cái luôn nhá. Giò 24 em bán với giá là 140.000 thôi. Đấy, 140.000 cho cái giò to, thân to mập nú và nhiều thân như vậy này. Đảm bảo vừa rẻ, phải nói là siêu rẻ luôn so với cái giá trị, cái vẻ đẹp của cái dòng trầm rồng đỏ.
Và sang hình tiếp theo là sẽ là hình số 25. 100. Em xin phép được bán với giá 150.000 cho cái giò này. Nó có 4 thân cô chú anh chị ạ, 4 thân. 4 thân nhá, thân nào thân đấy to đùng luôn nhá. Trước đây mỗi một thân như vậy cũng phải rơi vào tầm trên 200 một thân. Thế bây giờ cả một cái giò như vậy em xin phép bán có 150.000 ạ. 150.000 cô chú anh chị có ngay một tác phẩm thưởng thức hoa Tết tuyệt vời luôn nhá. Dòng trầm rồng đỏ này này. Hoa nó rất là sai mà bông hoa cực kỳ là to luôn với cái đốt ngắn nữa. Nên là khi mà nở hoa thì nhìn cực kỳ là mê luôn ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 26. Giò trầm rồng đỏ 26 này cũng là bao nhiêu thân ạ? 2, 4, 5 thân đấy. Cái thân cao nhất chắc khoảng tầm 7-80 cm. Bây giờ thì rụng hết lá đây. Cô chú anh chị nhìn thân ạ. Mập nù rất là đẹp luôn. Cái giò này em xin phép được bán với giá là 130.000. À 140.000 cho cái giò này chứ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 21. Cái giò 21 này là 4 thân ạ. Với giá em bán là 110.000. 110.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 20. Hình số 28. Đây là hình 27 chứ, 110.000. Hình số 28 là 100. Là 100 cũng là 110.000. Cho giò này 3 thân nú nhá. Và hình tiếp theo sẽ là hình 29. Với giá em bán là 130.000 ạ. 130.000 giò này 4 thân. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 30. Hình số 30 cũng là 4 thân. Cái giò này em bán với giá cũng là 130.000 ạ. Vừa rẻ mà vừa đẹp nhé, chứ không phải là và vừa thơm nữa. Nói chung là hội tụ tất cả những cái gọi là đáng sưu tầm và đáng thưởng thức nhất. 2 thân, 3 thân cô chú anh chị này. 120.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 32. Đây, chậu 32 này. Chậu 32 này có một cái thân cũng rất là VIP. Nó phải cao tầm mà bao nhiêu? 7-80 cm và thêm 2 thân thấp hơn. Đấy, em bán cái giò này với giá là 120.000. 120.000 cô chú anh chị nhé. Và sang hình tiếp theo ạ. Là hình số... Tiếp theo ở đây sẽ là hình số 33. Hình 33 này có 2 thân rất là to ạ. Hai thân cực kỳ là to luôn. Cây bây giờ đang bắt đầu rụng hết lá ở đây cô chú anh chị. Hàng nó phải rụng lá như thế này thì đảm bảo hoa nở Tết được cô chú anh chị nhé. Cái giò này thì em có 2 thân, một thân cao khoảng tầm 7-80 cm, một thân cao khoảng 60 cm và thêm 2 thân thấp hơn. Cái tổng là 4 thân ạ. Và cái giò này em xin phép được bán với giá chỉ có 140.000 cho cái giò này này. To như cái ngón tay cái hết, to hơn cả ngón tay cái luôn cô chú anh chị nhá, thân của nó ấy ạ. Và sang hình tiếp theo ạ. Là hình số 34, cũng với giá là 140.000. Hai thân to đùng luôn đây cô chú anh chị. Cực kỳ là khủng luôn, to như cái ngón tay cái luôn. Giò này có tất cả là hai thân cao to và ba thân thấp hơn ạ. Và cái giò này em xin phép cũng được bán với giá là 140.000 nhá. 140.000 cho giò này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 35. Giò 35 này em bán với giá 4 thân cô chú anh chị ạ. Đấy, bắt đầu là nứt vỏ lụa hết này. Xuống lá bắt đầu là nứt vỏ lụa nhá. Cái giò lan này em bán với giá là 130.000 ạ. Siêu rẻ luôn này. Hình tiếp theo sẽ là một cái giò hình số 36. Giò 36 này vô cùng là đẹp. Thân nú và rụt rịt cực kỳ là tuyệt vời. 4 thân to khủng luôn. Và cái giò này em xin phép được bán với giá 150.000 nhá cô chú anh chị nhá. Thân cao từ 45 cho đến 50 cho đến 60 cm trở lên hết. Đấy, một cái giò lan đẹp tuyệt vời như thế này có 150.000 thôi ạ. Sang hình tiếp theo đây ạ, sẽ là những cái cây kiếm mà chuẩn mặt bông này, Taiwan 4. Dòng kiếm Taiwan 4 đẹp nhất trong tất cả những mặt bông của dòng kiếm Thái đấy ạ. Với hoa vàng cần hoa dài và có hương thơm nhé. Taiwan 4 trước đây thân vài triệu. Hiện tại cả chậu như vậy em bán có bao nhiêu ạ? 200.000. 200.000 nhé, hàng chuẩn mặt bông luôn cô chú ý chị nhé. Sang bên này đây sẽ là giò Bình An Kiếm. Giò Bình An Kiếm số 38 ạ. Mặt bông Bình An Kiếm thì phải nói là siêu VIP rồi. Thân thủ đẹp với giá em bán 700. Và sang bên này cũng là Bình An Kiếm này. Cái chậu Bình An Kiếm này em xin phép được bán với giá là 300.000 cho chậu Bình An Kiếm này. Và sang bên này đây sẽ là cái chậu, bên này là chậu 40 vàng cánh chim. Đây đều là những cái mặt bông đẹp trong gọi là mặt bông đột biến và đẹp nhất trong những cái mặt bông của dòng kiếm ạ. 40-250.000 cho cái chậu vàng cánh chim này. Bên này đây sẽ là những cái đặc sản của miền Cao Bằng ạ, măng mầm ạ.
Cô chú anh chị cùng ngắm cho em cái túi măng mầm cực kỳ là vàng và ngon như vậy nhá. Khô cong luôn, với giá em bán 1kg là 200.000 cho một túi 1kg. Và chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng với giá 200.000 1kg. Và bên này đây sẽ là nấm hương rừng ạ. Nấm hương rừng của vùng Nguyên Bình Cao Bằng quê em nhé. Một túi như vậy là một nửa kg khô, em bán với giá là 140.000. Và chuối hột khô với giá là 100.000. Rễ mũ tần với giá 120, nấm ngọc cẩu 150, tầm gửi cây chanh em bán 220 ạ. Và hoàng tinh em bán 200. Bên này sẽ là các chế phẩm vật tư dành cho hoa lan, vỏ thông đủ size 1, 2, 3, 4, vỏ thông vụn đồng giá 20.000 trong kg, rêu rừng 50.000 trong kg, giớn vụn 40.000 trong kg. Và Atonic là 10.000 cho một gói, duy xanh 50.000 và dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ. Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp, duy xanh 50.000 cho một ống. Và B12 giải độc cho cây với giá 30.000 và Super 2 hormone tăng trưởng với giá 50.000 cho một lọ. Siêu da dễ N3M với giá 30.000 cho một lọ. Và thuốc đặc trị côn trùng với giá 90.000 cho một lọ. Ba loại phân bón thông minh tan chậm gỗ kiểm soát đồng giá 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón lá đồng giá là 35.000 cho một lọ nhé. Cát tan đặc trị thối nhũn với giá là 45.000 cho một lọ. Và dây buộc lan chiều dài 100m với dao cắt kèm theo rất là tiện dụng với giá là 30. Một cái cuộn như vậy với giá em bán là, một cuộn như vậy em xin phép được bán với giá là 35.000 cho một cuộn. Và bên này sẽ là cái phân bón dạng túi lọc với giá là 35.000 cho một hộp phân bón túi lọc này, với 20 túi lọc bên trong. Và Chicho đứng 3 phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 cho một gói này. Kin Kin Bun đặc trị à, đâu 50.000 cho một gói. Chicho đếm 1kg, một hộp 1kg với giá 130.000. Và Kin Kin Bun đặc trị thối nhũn 25.000 cho một gói. Đặc biệt cái sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh này với giá là 50.000 cho một túi. Tôi nghĩ chị à, 35.000 cho một túi nhá. Sản phẩm này thì có dịch, bao gồm có dịch phân trâu này, dịch chuối và đỗ tương ạ. Và đã ủ men vi sinh, ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng. Ngoài sản phẩm như vậy em bán với giá 35.000 thôi. Cái sản phẩm mà phải nói là hết sức là hoàn hảo luôn khi mà cô chú anh chị sử dụng. Bởi vì sao ạ? Thứ nhất là cung cấp cái giá trị dinh dưỡng rất là tuyệt vời. Và cái thứ hai nữa là nó rất là lành tính, thoải mái cô chú anh chị bón mà không sợ đen đầu rễ luôn cô chú anh chị nhé. Thoải mái bón mà không sợ đen đầu rễ luôn ạ. Và bên này đây thì em vẫn có sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng. 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Một lọ như vậy em xin phép được bán với giá là 40.000. Nó có rất là nhiều những cái tác dụng dược liệu tuyệt vời như là diệt khuẩn, làm sạch không khí, và một mùi hương của nó có thể giúp cho cô chú anh chị có cái cảm giác thư giãn an thần tuyệt vời luôn. Và cái nó giảm đau rất là hiệu quả, không gây nóng rát như những cái sản phẩm những cái loại dầu gió khác cô chú anh chị nhé. Mà đây là cái sản phẩm hoàn toàn từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, nên là nó có rất là lành tính luôn ạ. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái mặt hàng hôm nay bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép dừng clip ở đây.